Business Insider đã đưa tin một nữ bệnh nhân HIV 36 tuổi tại Nam Phi đã mắc COVID-19 trong 216 ngày và trong thời gian đó thì virus đã đột biến tới 32 lần. Đây là kết quả một nghiên cứu được đăng trên chuyên trang MedRxiv. Các nhà khoa học thì không rõ là những đột biến trong bệnh nhân HIV này có lây lan sang người khác hay không. Nếu có thêm nhiều trường hợp tương tự được phát hiện thì việc nhiễm HIV có thể là nguồn sản sinh các biến thể mới vì bệnh nhân HIV thường có hệ miễn dịch suy giảm. Một nghiên cứu về khả năng miễn dịch mới COVID-19 của bệnh nhân HIV ở Nam Phi cho thấy là 4 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 lâu hơn 1 tháng mới xuất hiện triệu chứng. Phát hiện mới có thể mang tính cảnh báo đối với châu Phi, vốn đã có 20,6 triệu người sống chung với HIV trong năm 2020 và châu lục này thì đang đứng trước làn sóng COVID-19 lần 3.